những em đầu tuần đến này làm việc gì chả nhớ, ngày nay làm việc gì, ngày mai làm việc gì, đến lúc cuối tuần trưởng phòng vô làm bao tuần đâu mới cãi đầu với tay em không nhớ ngày hôm nay làm gì, ngày mai làm gì, bởi vì rượu vào rồi quên ngay. Thế thì việc mà xác định làm kinh doanh anh em phải có kế hoạch, đầu giờ sáng nên lên làm một kế hoạch ngày của anh. Cái thứ hai nữa là đến sớm công việc mình chỉnh chu tất cả mọi thứ trong phòng, anh em nói gì nói đến câu chuyện câu chè buổi sáng rất là vui, anh em pha ấm trà làm những thuốc ngồi với nhau nó rất là vui, nhưng mà đừng có đến giờ làm mà lôi cái nước chè không được thuốc vào công việc làm không được, sau đến lúc cuối giờ công việc nó dồn lại không không xử lý kịp, xong rồi về nhà cáu gắt vợ con, thời gian mang về nhà nó cảm thấy cái áp lực cho gia đình. Nên là anh nói ai mà mang công việc của công ty về gia đình trong gia đình là những người đã thất bại về công việc. Tất cả anh em xác định trong 8 tiếng đồng hồ là phải làm dứt điểm công việc, và hai là phải làm thực sự là phải quyết tâm làm việc cho nó xong. Đừng có ví dụ này đi làm cái này cố 5-7 phút nữa là xong, đúng không? Nhưng mà anh em cùng cũng một cái công đấy ra nhé, cũng phải nếu như em cũng phải mở toàn bộ tài liệu ra, cũng phải mở cái máy tính ra, cũng phải làm. Nhưng nếu em làm cố thêm trong đầu anh em đang có một cái mạch làm việc thì anh em cố thêm 5-7 phút nữa là anh em làm xong, thì anh em hết giờ tắt máy về xong để ngày mai làm, ngày mai chẳng có được gì làm cả. Nhưng đến ngày mai ông đến ông ngồi ông đang làm này xếp ra được một cục việc to đùng đấy rồi, bắt đầu ông vỡ kế hoạch, xong việc của ngày hôm qua ông không làm hết, ông lại đẩy sang ngày hôm kia, vì cái việc ngày hôm nay ông phải xử lý vì có sếp, cái ngày hôm qua ông chưa xử lý xong, mà trong khi chỉ cố 5 phút nữa thôi. Thế thì anh em không cố mà anh em lại về thì ngày mai cục việc khác đến thì anh em đổ đầu là bắt đầu anh em vỡ trận. Cho cái việc gì mình cố được là mình làm luôn trong ngày. Tôi ngày xưa có kế hoạch đúng là sáng đi thị trường, chiều đi thị trường, tối về công ty làm báo giá, sáng sau rồi im, tối làm báo giá im báo giá, sáng sau lại cầm báo giá đi trả cho khách. Bởi vì sao? Bởi vì ngày xưa nó không có cái máy tính sách tay này, không có điện thoại iPhone này, thì thực sự ra phải chỉ làm máy bàn thôi. Máy bàn thì chỉ công ty có, anh em làm gì có tiền đâu mà mua. Ra trường công ty cái máy tính 7-8 triệu bạc, công ty hơn chục triệu, mình đã làm đồng nào ra tiền đâu mà mua. Về sau anh em cố gắng làm sao kiếm tiền mua được máy tính sách tay. Tất cả anh em kinh doanh bảo nhau cố gắng mua máy tính sách tay. Thì cái đoạn của tôi là có 6 anh, thì 6 anh bây giờ cũng thành đạt. Nhưng vấn đề là 6 anh bắt đầu mua máy tính sách tay, máy đeo, rồi xong đeo vào cái máy đeo to, sau rồi xong có máy đeo nhỏ, thì bắt đầu anh em mới bắt đầu phấn đấu mua máy đeo nhỏ cho nó oai, để làm nhân cách cho nó gọi là thể hiện cái bản thân mình. Nhưng đấy cũng là cái, nhưng về sau thì cái máy bé nó không đáp ứng được nhu cầu. Sao những cái hình ảnh nó nặng, máy bé thì cấu hình nó rất là thấp, ngày xưa cấu máy bé là máy cấu hình nó thấp thì không đáp ứng được nhu cầu hình ảnh của người ta, nhưng mà lại quay lại anh em làm. Nhưng mà cái thể hiện ban đầu là gì, khi gì nó khó khăn thì mình cứ phải có cái thời gian thì lúc tôi cũng chưa vợ con gì cả nên thời gian tôi cũng chẳng biết làm gì cả, về nhà trọ thì chỉ để gọi là nó thật là chơi làm gì đâu, mà rảnh rỗi thì lại lô đề. Thì vấn đề ở đây tôi thật luôn là vấn đề ở đây xác định anh em làm thời gian, anh em cố gắng sáng đi thị trường, chiều về. Anh em nếu mà với anh em nào cho mới về công ty, cái nhất là thời gian mình làm, ai làm thêm giờ đúng không? Kính thêm giờ làm rồi sao? Làm thêm giờ đúng cái hiệu quả của mình, anh ngồi làm trong chu hơn, công việc có thể nó làm hơn, nhưng mà phải là làm việc xong ngày hôm sau đi hiệu quả. Còn những em có gia đình rồi thì đừng mang công việc đấy, tôi nói luôn không mang người, đừng để công việc nó chen lẫn cái tình cảm cho gia đình, nó mất cái ai. Tôi là như thế, anh em làm sáng anh em tập trung đến sớm một tí, chiều anh em về muộn một tí cũng được, hoặc là về đúng giờ, nhưng công việc quan trọng. Đừng để công việc ngày mai nó kéo sang ngày mai sếp đẩy cho một đống việc, tức là nó bù cho ngày kia, là nó cứ delay tuần nọ sang tuần kia, là công việc của anh em là về sau thành một cái mớ không giải quyết được. Xong áp lực công ty nó đẩy vào nữa, doanh số áp lực doanh số này, áp lực khách hàng rồi áp lực từ công ty, thì tự dưng anh em mình cảm thấy là cái stress và chán nản, buông xuôi là đánh mất bản thân mình, là coi như mất công việc, là mất sự quyết tâm đi. Anh nghĩ là nên đến sớm trước 15-20 phút để có sự chuẩn bị cho bản thân và chuẩn bị cho công việc. Về thế
thì nếu như công việc còn đang dở dang thì cần cố cái gì thì cố luôn một tí để sáng ngày sau giải quyết sau, chứ cũng đừng nên công việc chưa xong mang về công ty về nhà rồi là lại ngày mai rồi ngày kia bắt đầu là áp lực rồi vợ con rồi chán nản rồi công việc không đáp được nhá. Thì nhắc nhở anh em thế là đấy ý kiến của anh Hanh cũng là đi làm sớm phải làm muộn ra như thế, còn ăn mặc trang phục như thế cần chỉnh chu, cần tự làm bản thân mình cho nó đẹp lên, và bản thân mình đẹp thì nhiều người vui. Tôi đã muốn bản thân mình đẹp như ông đi qua một ông có nước hoa tí ông lại muốn đi qua lại ông này, tôi đã muốn ông cứ đi thử một ông nào có nước hoa chứ người mùi thơm tí lại muốn đi qua ông luôn, nhưng ngửi thấy một ông mùi hôi tôi xin lỗi tí ông đổ ông dám lần lại gần. Thế cái việc của anh em tự làm đẹp bản thân, tự chỉnh chu bản thân mình là cái mà cần làm của người kinh doanh, và hai là cái tự tin trong công việc mà giới thiệu bản thân mình, giới thiệu bản thân mình có tốt thì mới giới thiệu được không cái sản phẩm không đi tốt được. Cho nên cái việc giới thiệu bản thân mình thì hàng sáng tôi khuyên anh em đấy có cái bài học là anh em sáng dậy đứng trước gương 5 phút đánh răng mặt xong mình đứng mặc quần áo chỉnh tề lại mình đứng trước gương mình tự giới thiệu bản thân mình xem tự mình thấy mình giới thiệu bản thân mình thế nào nhé, để dần dần nó sẽ thành một cái lúc mình cảm thấy giới thiệu tự mình đứng giới thiệu bản thân mình thôi. Có những người ngày xưa tôi đứng tôi giới thiệu mà bà chủ nhà bảo thằng này điên, tôi cần lớp bà điên, ta nói thằng này điên sáng nào cũng làm cảm đứng ở đây, ta làm cảm được trước gương, nhưng mà đấy là mình giới thiệu bản thân mình không tự giới thiệu bản thân mình được thì không ai nghe được đâu. Cho nên là mình phải tự tin giới thiệu bản thân mình được thì mình mới tự tin giới thiệu thằng đó có đi được nhá. Đấy là rút lại những cái mà anh em nói là thế thì anh em cần lưu ý những cái vấn đề đấy anh. Đây là những cái mà thực sự ra kinh nghiệm của anh em đã được va chạm trong kinh doanh rồi thì anh em chia sẻ đấy. Anh em nên là từng cái đầu cuộc một mà mình ghi nhớ lại vào tâm thứ nhất. Chị thêm một chút trình bày tiếp thêm về một số những chức năng. Bây giờ cái này bắt tay rồi. Bây giờ mình nói thêm một chút về đi đúng đường nhá. Thì là bây giờ mình thấy cái này những cái này nó là những cái nhỏ nhưng nó thể hiện được cái phong thái là cái khí chất của một người rất tốt. Mà bán hàng thì mình phải thể hiện được những cái đấy thì khách người ta nhìn vào người ta mới thấy là có sự chuyên nghiệp. Thì mình muốn là nêu ra được khoảng 3-5 cái ví dụ luôn để các bạn nắm rõ. Còn là bạn nào muốn tìm hiểu thêm ý, thì có thể là tự đi học cái khóa kỹ năng mềm. Còn lại thì mình không nắm được hết đâu, mình chỉ nêu ra một vài ví dụ để mọi người nắm được thôi. Bởi vì đây là những cái mà mọi người bắt buộc là hàng ngày mọi người phải trải qua thì mình sẽ nói. Còn lại những cái gì mà nó không trực tiếp thì mọi người tự tìm hiểu. Thì ví dụ là về cái kỹ năng đi đứng thì cũng phải chú ý là nên đi thẳng người, đi nhẹ nhàng mà không tránh gây ra tiếng động rất là to ảnh hưởng đến người khác, và thể hiện cái sự mặt cũng nặng, phải thể hiện ngẩng đầu cao đầu để thể hiện cái sự tự tin chuyên nghiệp khi mà mình đi bán hàng. Đấy, có những kiểu là cũng có một vài cái quy tắc để mà khi mà đi đứng ấy. Thì trong quá trình đi đứng thì các bạn có để ý thường những người mà có vai bế hơn ấy, là sẽ đi trước một phút, và mình thì mình sẽ đi sau người ta khoảng một chân. Đấy là cái thể hiện sự tôn trọng người khác. Tôi đi với sếp như anh thì là mình nên đi sau lại một phút chân. Đấy. Và đi phụ nữ cũng thế, mình cũng đi lại chậm lại so người ta một chút. Đấy là cái tắc mà bình thường mình đi với khách, còn lúc mà với anh em trong văn phòng mà đi chơi với nhau thì nó thoải mái không vấn đề gì cả. Nhưng khi mà đi với người khác thì chú ý những điều đấy. Khi sang đường ấy, thì lúc nào mình cũng phải cố gắng là đi ở hướng cái xe hướng đến thì mình phải đi ở bên đấy, đi về hướng xe hướng đến với mình. Và khi mà ở bên cạnh đường ấy, nó có một cái rãnh nước thì mình đàn ông con trai thường là phải đi về hướng đấy, và để phụ nữ hoặc là những người mà có quan trọng hơn thì người ta đi về hướng bên trong. Đó, khi đi xuống cầu thang hoặc lên cầu thang thế là thanh niên nam con trai là ông là phải đi xuống trước là lên trước, phụ nữ là người lên sau và xuống sau trong những người thường thì kiểu là đi theo cái phép lịch sự là những cái lương nguy hiểm thì là
đàn ông là phải đi trước, là phải đi ở cái bên nguy hiểm hơn, là ưu tiên nữ người già trẻ em, là những cái người mà người ta có vai vế hơn, là đi ở một khu vực an toàn hơn. Đấy là đi đúng. Đi đúng thì mình phải lưu ý những cái đấy. À, ví dụ như là mình kể vấn đề là khi có một cái vấn đề là khi ngồi thế hơn, khi họp này thì thường thì các bạn phải ngồi thẳng lưng này, tư thế ngồi thì nó hướng về trước, ngồi chỉ khoảng 1/2 ghế thôi, ngồi hơi đặt tay về trước để thấy chuyên chú, và ngồi hạn chế lên dựa vào lưng này, hạn chế lên dựa lưng vào ghế, rồi cũng hạn chế ngồi cái tư thế mà mình ngồi mình khoanh tay này. Cái tư thế khoanh tay nó thể hiện cái gì? Bởi vì là cái thường ấy, cái đấy là cái thói quen của những người mà người ta phong thủ ấy, vì những cái cơ quan nội tạng nó có khu vực yếu hại, nên là thường những người khoanh tay nó thể hiện cái sự gần như là nó không cởi mở, nó rất là khó tư thế phong thủ, nên là nó thể hiện cái sự hợp tác không được cao, nên là mình hạn chế cái những cái tư thế như thế. Ngồi nó phải thể hiện làm sao mà rất là thoải mái rồi, nhưng làm sao để tất cả mọi người nhìn vào mình cảm thấy được là mình nó sẵn sàng hợp tác với người ta mới làm được với mình. Ví dụ như là mình thấy là cũng có một cái chú ý là về cái vấn đề mà khi nghe điện thoại thì có một cái điều mình kể là mấy anh em phòng mình mới thôi, nó rất buồn cười này, gọi điện toàn alo anh ạ, mặc dù là hoặc là khi gọi điện cho khách hoặc gọi điện cho người khác thì đầu tiên việc đầu tiên mình gọi cho người khác mình phải giới thiệu thì bản thân như là mình phải hỏi là alo có phải số điện thoại của anh này không, nó mới người lạ thì mình phải hỏi alo số điện thoại của anh này không, người ta bảo là đúng rồi thì em chào anh ạ, rồi sau đấy là mình phải giới thiệu bản thân mình trước, mình phải giới thiệu là em tên là này, em từ công ty này và em được ai giới thiệu thì cái số gọi là số này của anh, thì phải như thế thì người ta mới biết được là như thế nào, vừa hợp pháp hoặc anh ạ, em của mình dân pháp, tự nhiên nó rất là vô duyên, nên là mình phải giới thiệu cho bản thân mình thì người ta biết được, và sau đấy là mình phải xin một chút thời gian để mình phải nói là em xin một chút là anh có bận không, em xin một chút thời gian để trao đổi về vấn đề này, người ta đồng ý thì người ta trao đổi, không thì mình hẹn lại sau. Thì mình cả đấy là khi mình gọi, khi nghe thì mình cũng phải là biết số điện thoại của người, nghĩa là danh tính của người gọi đến mình ý. Thì mình mới là em chào anh ạ, em chào chị của em hôm nay có việc gì không, mình thể hiện cái giọng nói nó hồ hởi một chút, nó phấn khởi khi mà người ta gọi mình. Đấy, như khách người ta gọi mình thường là có công việc đúng không, tức là ví dụ người ta muốn mua hàng như thế nào đấy thì mình phải có một cái thái độ hồ hởi thì người ta muốn gọi mình chứ. Và sau đấy thì với những người mà người ta không biết là mình không biết số ấy, thì mình phải alo ạ, xin hỏi là ai gọi số này của em đấy, của anh hay là của ai đấy, bất kỳ tên của mình để người ta nhắc lại à, mình là cái này đây, mình gọi số máy bạn muốn thế này muốn thế này. Đấy là cái kỹ năng nghe điện thoại. Còn ví dụ như là cái kỹ năng về gửi email thì thấy là cũng nhiều bạn mới, các bạn chưa để ý đâu. Thế đầu tiên là mình phải có một cái tiêu đề ngắn gọn bắt mắt, nó có một cái mục tiêu đề đấy. Thì các bạn phải ghi là ví dụ là đăng ký khách hàng này, hoặc ví dụ là về cái nội dung là ví dụ là báo giá thiết bị, là một cái dòng gì đấy bắt mắt để mình gửi khách hàng. Sau cái đấy thì mình ở dưới đấy mình đầu tiên mình phải là kính gửi lại rồi, đầu tiên mình phải có cái nội dung, ví dụ là kính gửi anh chị đấy. Kính gửi ví dụ là kính gửi anh chị, anh kính gửi anh Nam, chị Nam kính gửi anh Tuân và Tư Tạng, kính gửi của ai đấy, cái nội dung sau khi như đấy mình kính gửi. Thế tiếp theo ở phần tiếp theo mình phải có cái nội dung cái mail của mình là gì, nội dung là phải có cái câu văn đầy đủ, đầy đủ tên ngữ, nội dung phải có đầu có đuôi rõ ràng. Ví dụ như là các bạn muốn đăng ký khách hàng thì đầu tiên thì phải là kính gửi ban lãnh đạo cùng toàn thể nhân viên kinh doanh đấy. Cái nội dung thì là nó phải có những cái gì, ví dụ hiện nay tôi đang làm việc với đơn vị này để cung cấp cái này, và sau đấy là để tránh dây chồng chéo cho trong nội bộ công ty ảnh hưởng đến cái khách hàng thì yêu cầu như này đấy. Thì các bạn phải ghi cái nội dung như thế đấy. Thì khi mà cuối cùng là cái sau khi mà cái nội dung mail của các bạn gửi cho khách thì
mình cũng phải có một cái câu nữa là kính mong anh chị xem xét đấy, và rất mong phản nhận được phản hồi từ anh chị đấy, và cuối cùng là thường nó sẽ có từ trân trọng và cái chân leo ở đấy. Tiếp xúc
nhiên các bạn nó chào mà nụ cười nó tươi đến lúc nào cũng phải nụ cười chuyên nghiệp, gặp ai trong đến nhà sửa này đến gặp khách phải chào em cho anh em chị cúi đầu một cái cũng được. Các câu dân gian của tôi là gì, lời chào cao hơn cũ. Khi mà các bạn chào ấy, các bạn thể hiện cái thái độ tôn trọng người khác của ấy, thì cái lại tiếp tục các bạn được cái thiện cảm tiếp theo. Và cuối cùng là gì, cái các bạn lấy được thiện cảm đấy thì là nó sẽ được 70% về cái lòng tin rồi, là cái thiện cảm của khách của ấy, thì 30% còn lại với lại cái kiến thức chuyên môn của các bạn. Vì bản chất là ngay từ đầu không phải ai cũng có cái kỹ năng, cái kiến thức chuyên sâu đâu. Mình thấy mình bán hàng ngay từ đầu cũng thời gian khoảng 1-2 năm đầu, kiến thức về thiết bị của mình nó cũng ở mức nhàng nhạt, không biết gì cả, nhưng mình vẫn bán được hàng. Các bạn sẽ cũng thế thôi, khi vào các bạn vẫn sẽ bán được hàng, không nghĩa là gần như là cái kiến thức của mình gần như các bạn có số không, các bạn vẫn có thể bán được hàng. Các bạn có thể hỏi là anh ơi đợi em chút em gọi về, nghĩa là sao mà các bạn lấy được thiện cảm của khách á. Khi mà các bạn có thiện cảm rồi thì kể cả các bạn không biết người gì, người ta cũng thích, người ta cũng ủng hộ. Và cũng hồi mình nhớ có một cái kinh nghiệm đấy, khi mà mình lần đầu tiên có một cái cậu em 93 cậu vào cùng làm với mình, cậu cũng nghỉ mới rồi, thì là đi bán một khách ở chỗ Vĩnh Đình ấy. Thì là có một cậu vào cậu chào khách ở đấy, thì chào thì khách vào cái tiếp xúc một vài câu, khách đồng ý lấy luôn cho cái máy ép thủ được, máy ép thủ được ở bên công ty mình ấy. Thì thợ ra với ông thợ của khách thì mình nó gọi và nó bảo là dân mình bảo là ô số mày không biết mày làm sao mà ông này ông lấy của mày, chính người dân phát vào rồi không lấy, không ai lấy của không lấy của ai cả, còn lấy đúng cậu này thôi. Sau đấy máy bảo hành vẫn được, bảo mình nhớ ông nhầm là máy đấy bảo hành 4-5 lần, khách vẫn cứ gọi từ tốn, trong thái độ vẫn rất là nền á. Mình đi cùng với cậu mình đến lần thứ 4, nếu mình nhớ không nhầm lần thứ 4 mình đến với xung khách hàng đấy, thì khách hàng đấy mặc dù người ta tất cả mọi người đều đánh giá là khách đấy nóng tính nhé, và rất là khó với khách khe, nhưng riêng với cậu đấy nhưng lại khác đấy. Thì có mình có hỏi cái kinh nghiệm của cậu bảo là gì, em có gì đâu, em vào em cười em chào khách rồi em vào ấy thôi, em chào hàng thôi, không có gì cả. Thực ra thì nó bảo khi mà người ta yêu ai thì yêu cả đường đi mới về, nên là cái đầu tiên là mình 70%, các bạn cứ nắm được 70% thì các bạn đã thành công rồi. Còn 30% cái gì, các bạn không có thể, các bạn không có, nhưng các bạn có thể là tự tìm hiểu sau và nhờ người khác, nhờ anh em cho công ty đến để hỗ trợ, cái đấy không có vấn đề gì cả. Đấy, nên là mình luôn luôn chú trọng đến là cái phần là gì, kỹ năng bán hàng đầu tiên. Với mình thì đầu tư khi mà hướng dẫn anh em trong phòng, tất cả anh em trong phòng mình đã hướng dẫn này, đầu tiên mình luôn luôn dạy tất cả từ cái kỹ năng ăn nói đi lại, tất cả từ lần kể cả lúc là khi mà đến một buổi họp này thế, thì đầu tiên là anh em mới là phải ra chuẩn bị tất cả điện máy chiếu nước non ở văn phòng chuẩn bị hết đấy. Là những cái là mình muốn là mình anh em ở đây phải xây dựng cho mình một cái kỹ năng bán hàng cho tốt, kỹ năng mềm và những cái ban đầu nó cơ sở cho vững vàng rồi, thì khách nào mình cũng chiếm được, không phải sợ. Còn khi mà mình cái ban đầu, cái bước đầu ở đầu của mình ý, nó đã không tốt rồi, thì đến kể các bạn muốn trình bày cái nội dung sau cùng như thế nào cũng được, người ta không thích rồi thì các bạn muốn trình bày gọi là cao siêu, muốn vẽ rời vẽ mây là rất khó để làm việc đấy. Đấy là cái mà mình muốn mong muốn là cái giai đoạn đầu và cái hôm nay mình muốn là các bạn hình thành được cái thói quen như thế để các bạn bán hàng sau này. Tức là anh bổ sung tôi giống cái ý của em rất là đúng đấy. Ở đây thì chúng ta có cái vấn đề này, vấn đề kia chúng nói cái tự tin, đúng không? Cái tự tin ở đây, cái tự tin trong trong người đặt hàng đấy, đấy thì ở đây nếu để tự tin được đầu tiên thì hôm trước tôi nói là anh em chúng ta phải cái ăn mặc đầu tiên và đến thì chúng ta phải nghiêm chỉnh cái ăn mặc của mình phải lôi thôi thì đến lúc không tự tin, đúng không? Anh em kia tặng gái như thế, đúng không? Ở đây chúng ta được xác định chúng ta đến ở nhà con gái mình tự tin, cái ông thà thò thì đã con gái nó ghét, đúng không? Mình phải phớt lờ tất cả đối thủ của mình, không làm gì chúng ta phải đến, mình tin mình phải chiến thắng. Thế thì ở đây chúng ta đến với khách hàng chúng ta thì đại diện công ty Tiên Phát, nhớ lúc nào đến tôi đến khoác áo Tiên Phát đến là chúng ta đại diện công ty Tiên Phát đến để làm việc với khách hàng, mang được quyền lợi khách hàng, không xin trỏ như đây cả. Em là đại diện công ty Tiên Phát, em cung cấp thiết bị đấy, đại diện hãng ABC đến, em gửi anh tài liệu
xem là cái nhu cầu thiết bị thì anh gọi cho bọn em, chúng ta đến được cái vai trò đấy chứ không phải chúng ta đến cái trò đó, phải xác định như thế đúng không? Đến nhà cô gái chúng ta gì, tôi mang đến cho gì một cơ hội cho cô tìm người chồng tốt đúng không? Có chạy cái bên nào cả cho mình đến thật thà thò thì cứ ngồi bấm bông tay thì coi như là nghĩ như thế mất điểm đúng không? Câu chuyện còn tính sau nhưng mà tạo đến để phải xác định thông tin đối với người bán hàng rất quan trọng. Tôi không để chính anh cái gì, chúng ta đến fair play mà đến cơ hội cho anh, tôi bán thiết bị tốt, dịch vụ tốt ngoài cái ABC còn ngoài bóng mua bán là có thị trường thì chúng ta phải trong cái tâm thái như thế đó. Thì ở đây chúng ta một số cái anh em phải đến hay bị dính này hay bị sai lầm. Thứ nhất là gì, mình mới bán hàng mình không biết là mình sợ nói ra là sợ sai đúng không? Rất là sợ đấy. Thế bây giờ tôi hỏi anh em bây giờ ra thì kể cả ông bán đến 5 năm bây giờ nhiều thiết bị còn không biết chứ nó bình thường đúng không? Thì chúng ta hoàn toàn có thể là này mình nói không đúng thì bảo nếu sợ sai mà em là nhiều bán hàng nếu anh cần này ok em sẽ bảo đến kỹ thuật để em giúp anh thế này. Không ai có xem ví dụ anh là bây giờ nhà các em đi mua điều hòa đúng không? Anh em mình doanh đến mua điều hòa nếu cái chức năng đó nếu mà người ta không biết mà để em gọi kỹ thuật anh em có quay ra gọi được không? Mình không biết kỹ thuật. Nhưng thứ nhất là gì, cái cách ứng xử của mình khi xảy ra vấn đề thì mình cho nó phải cách xử lý cho nó khéo. Đừng có là gì mình định giấu tốt bảo có cái này giúp em vừa mới làm tôi phát được 3 ngày hôm nay nhưng báo cáo bác em buổi đầu tiên đi là cái khách hàng đấy nhưng bác cần làm một bộ ông hỏi tao có cái cầu nâng này mày sửa được không hay ok em yên tâm chắc chắn sửa được tâm pháp cái là sửa được nếu để sang ABC thì mình gọi để trong khách hàng đúng không? Ông hỏi mày có cái này không có thể cái tên ông hỏi với anh em mới làm hỏi thì kiểm tra có được 3D thì đúng anh em khi nghe đủ tài thì chả biết là cái gì ok anh em xin ghi lại tất cả yêu cầu chiều hoặc là tí nữa là ngày mai sẽ quay lại phục vụ anh yêu cầu thì ghi lại đúng rồi cái này chưa được học em học mới ngày mai học em chưa được tự do lắm thì người ta cũng phải coi thử các em nó bảo thằng này nó bán hàng không biết gì em vừa bán hàng hôm nay đầu tiên đến ba ngày đầu tiên cũng sao cả nhưng mình đến cái tháng mình nói rất là tự tin công ty với việc là cái bình thường nó là cái khác sắc của anh đời chúng đó thì cái đấy nó rất quan trọng đừng sợ sai. Với cái hai sợ thứ nhất là cái đấy là cái bên của người mới, cái thứ hai là gì vào cái gara bán càng thiết bị của cái ông đối thủ cái bộ là thằng gamma hay là của kintech hay là của hoàng phong abc đấy anh em yên tâm với bảo rất tự tin các anh em tôi kia rồi rất tốt nhưng mà bên em sẽ có một số thiết bị lúc người ta chưa có thì chúng ta cứ trả bởi vì chúng ta sợ nhất người ta gì lại mua của mình cả rồi thì khi mới vào chân gió phải từ từ phải cẩn thận bởi vì có chứ mình đã cấp thì kiểu gì có cái sai có nghĩa không chưa làm thì chúng ta còn hỏi nói nhưng đã làm rồi thì chúng ta phải từ từ phải nghe ngóng đúng không? Toàn bộ thiết bị của tân pháp rồi chúng ta vào đấy lại nghe ngóng để xem tình hình là vẫn đang cung cấp này có vấn đề gì không có ABC gì không nếu thì em xin ghi lại về báo cáo phòng để em sửa sai đấy là cái bài gì nhưng đã cái gì khác mình chưa có thể thì mình yên tâm được cái chân tốt thoải mái ở đây phục vụ tốt ABC đủ thứ bởi vì thằng đã cấp rồi chưa gì có sai không có đường bé chúng ta nguyên nghiêm là hay nguyên ngang đi vào thế nhưng mà chúng ta đôi khi lại không nguyên ngang đi vào mà này nó bán vào là của thằng mua của ông kia rồi chắc là phải tốt lắm mình khi không vào tốt nhất không nên vào đấy là cái sai sẽ cơ bản của kinh doanh và nhưng chúng ta càng cho đấy càng sâu vào hiểu không càng cho đấy chúng ta càng chiến đấu càng sâu vào không sợ như cái này khi vào với hai cái tâm thế một là khi tân phát đáng cả thì ta vào cái khác nói một cái khác em vào ghi nhận có cái gì sai em sẽ rút kinh nghiệm đó cái thứ hai là gì anh còn thấy em phục vụ nhưng còn nếu mình chưa cấp cái gì lúc ấy chúng ta công ty em bán các thiết bị thuốc ABC chúng ta mới những đó hai thực tế bổ sung cho tôi. Ngoài ra thì sau khi mình về cái phần bên ngoài nhé, ý thức về cái thứ hai là cái gọi là mình có thái độ tôn trọng về đồng nghiệp và khách hàng chào hỏi rồi các bước đấy thì mình phải có một cái thái độ. Thế là trong quá trình là mình phải chủ động tiếp cận công việc, chủ động tiếp cận là về tìm kiếm về thông tin là cái tri thức ở công ty này. Không phải tất cả mọi người lúc nào các buổi đào tạo nó đầy đủ đâu.
mình phải học cách lên sư, hoặc là lên tìm hiểu, nghĩa là những người mà có tìm hiểu, những người có kiến thức về cái đấy, các bạn phải biết được là ai có kiến thức về cái gì, mình tìm đấy đến lúc mà mình cần đấy, thì mình phải chủ động tìm kiếm những thông tin đấy và chủ động giúp đỡ các anh em đi trước công ty. Bởi vì là trong phòng quản lý họ là những cái nguồn có gọi là những quyển khách quan và thương sống ấy. Thực sự là những người mà người ta nắm được về cả kỹ năng làm việc này, về cả các cái kiến thức về thiết bị họ luôn luôn có sẵn đấy. Người ta không có, gần như là những anh mà đã làm được khoảng 5 đến 10 năm rồi đấy, thì gần như là khoảng 70% là các thiết bị ở trong công ty là cái nắm được rồi. Nếu các bạn cứ chỉ có chạy theo học hỏi và chủ động hỏi thì là anh em nào cũng sẵn sàng trả lời thôi. Nên là đừng ngại vấn đề là nghe và hỏi. Và khi được mọi người nhờ hoàn thành công việc thì các bạn lưu ý là các bạn phải chủ động trong công việc vấn đề làm việc của mình. Đừng nghĩa là khi mà ví dụ giao hàng thế nào, xuất hàng thế nào, các bạn chủ động học hỏi và giao hàng thế nào các bạn chủ động hỏi. Nghĩa là xong khi mà người ta xong cái công việc mà các anh nhờ cậy rồi thì các bạn nên gọi lại một câu điện thoại, báo cho các anh là cho những người mà người ta đã nhờ mình là anh nào em đã hoàn thành cái việc này rồi đấy, thì anh xem xác nhận với khách của em đấy, để mọi người yên tâm, để tạo cái sự gọi là thoải mái khi mà làm việc với đồng nghiệp và cả khách hàng đấy. Khi các bạn chủ động thì ngay như ví dụ khách hàng xuống dưới này chơi này thì mình phải chủ động là alo anh nào hôm nào anh xuống, rồi anh đã xuống đâu rồi anh đến công ty em chưa, rồi khi mà khách mình đến mình tiếp xúc ở trong công ty rồi khi khách về mình cũng phải có những cái câu hỏi như là anh ra đến xe chưa, là anh đã về nhà chưa đấy, có những cái chủ động cái quan tâm như thế, khách hàng cũng cảm thấy là rất thoải mái khi mà làm việc với mình. Mình bán hàng rồi thì là mình gọi điện lại mình anh à thiết bị dạo này thế nào rồi, có ổn không, hay là hoặc vận hành của anh có được nhiều khách không. Mình hỏi những câu quan tâm như thế, chủ động như thế thì là khách hàng rất thích, và kể cả những cái người hợp tác với mình được quan tâm như thế, người ta cảm thấy rất thoải mái khi làm việc với các bạn. Đấy là trên mình vừa rồi mình trình bày, đấy là những cái mà những cái tố chất và những cái yêu cầu cơ bản để mà các bạn có thể là làm một đến có một người mà nhân viên bán hàng chuyên nghiệp. Phần bước tiếp theo thì mình muốn hầu như ở đây là chắc là các bạn biết về cái quy trình bán hàng của công ty mình đúng không? Thì mình sẽ up lên mấy cái bước đấy lên trên Zalo hoặc là server để các bạn tham khảo. Thì ở đây thì mình cũng muốn là cũng tương đối muộn rồi, thì mình muốn là chia sẻ luôn về cái kinh nghiệm bán hàng thực tế khi mà mình đi thị trường với các bạn. Ở đây thì khi mà đi bán hàng vào từng gara rồi thì mình muốn là phân loại ra hai đối tượng chính khi mà tiếp xúc. Thứ nhất là những gara nhỏ lẻ, và thứ hai là những cái gara lớn hoặc là những cái đại lý 3S. Đấy là hai cái đối tượng chính mà mình hiện nay đang tiếp xúc. Thì khi mà vào gara thì đầu tiên việc đầu tiên là đến từ yêu cầu khi thị trường ăn mặc chỉnh tề và gọn gàng, một người lúc nào cũng nở trên môi, và cái khi mà đến thì phải chào từ ông thợ ở ngoài, cũng không cần biết ai, cứ vào đến theo như tuổi là mình chào luôn, chào anh, chào cô, chào bà, chào kể cả em bé thì mình cũng nên cũng vào thăm để mình hỏi luôn. Chào em thì hôm nay trong nhà mình hôm nay có ai không, trong sửa nếu không có ai thì mình chào mình hỏi thăm cũng được để mình lấy thông tin. Ví dụ như là đối với những nhỏ lẻ thì mình vào mình trực tiếp mình khai thác thông tin luôn, mình vào trao đổi. Ví dụ là vào thì với mình và em cho anh em ở giới thiệu bản thân mình đầu tiên khi vào em cho anh em tên là này, em đến từ công ty quản lý Pháp, hôm nay em đi ngang qua gara mình thì em vào và thăm xem là có hỗ trợ gì, có trợ giúp được gì cho gara mình không, về ví dụ là trong quá trình các cái thiết bị trong quá trình mà mình vận hành mình có lỗi có hóc gì không, và sau đấy thì anh có cái nhu cầu bổ sung cái thiết bị gì không thì em có thể hỗ trợ tư vấn và báo giá cho anh. Tuyệt đối là khi bán hàng thì vào trong gara đừng nói từ là em vào đây là em bán hàng nhé. Mình thấy là các bạn vào em bán cái này em bán cái kia, đừng vào chào rồi. Mà mình vào đầu tiên mình không nên đưa thế, mình đưa ra một cái góc độ khác, mình đến mình giúp đỡ khách về cả những cái thiết bị đã học, và cái thứ hai là cái giúp đỡ về cái là tư vấn, và mình báo giá hỗ trợ khách để khách có thêm thông tin, có thêm sự lựa chọn. Đừng tuyệt đối là đừng vào mà anh ơi em vào muốn bán cho anh cái này, muốn bán cho anh cái
như thế là rất là khó để bán, mà để cho khách cảm nhận được là một cái sự gọi là nhiệt tình của mình. Khi mình đã nhiệt tình rồi thì mình cảm nhận người ta, khách hàng cảm nhận được cái sự nhiệt tình của mình rồi thì người ta sẽ rất là dễ dàng chia sẻ với mình những cái thông tin mà mình muốn. Đấy. Thì mình có thể như anh Tân vừa nói thì ra nhỏ này thường mình ở đấy mình học được rất nhiều kiến thức. Thì đến thì mình là nhân viên mới ạ, mình đi chia sẻ thẳng thắn. Em là nhân viên mới thì em đến để hôm nay cũng là buổi đầu tiên em qua chỗ Gara anh ấy, thì em là nhân viên mới thì rất mong anh hỗ trợ. Quá trình thì anh chỉ bảo, thì mình không biết thì có thể mình vào mình tò mò mình nhìn thấy cái máy hàn đấy thì mình hỏi là anh ơi anh mua viên nào này, rồi giá cả bao nhiêu, rồi tính năng như thế nào, và anh cái máy hàn Bluetooth này thì lúc cái máy hàn Bluetooth này thì cái hiệu quả như nào, anh dùng nó so với cái việc là cắt ra để bò rồi so với đấy nào thì nó có hiệu quả hơn không. Mình hỏi những cái đánh giá của khách, góp nhặt từng cái xưởng bây giờ nó sẽ tổng hợp cho các bạn những kỹ năng, những cái kinh nghiệm, bởi vì là thợ người ta làm trực tiếp người ta sẽ có cái đánh giá trực quan hơn là so với là mình hỏi người khác. Đấy, thì sau đấy là mình cứ mỗi một gara như thế, mình có một cái ý kiến như thế thì mình đi những gara khác thì mình sẽ nêu ý kiến của những gara trước mình đi, và trên đấy là dần nó sẽ cho các bạn về kiến thức nó là tương đối là rộng. Còn nếu về những cái gara lớn hoặc là đi bạn nhé thì các bạn cứ vào chào, cũng như các bước đầu cũng chào và đi vào ăn mặc chỉnh tề như thế, chào hỏi mọi người. Thì đầu tiên mình các bạn vào những gara lớn hoặc là đi bạn thì người mà quản lý cái trưởng phòng dịch vụ và những cái ông chủ ấy, thường người ta không đứng ở sửa, rất ít đứng ở sửa, mà người ta ngồi ở trên phòng dịch vụ này hoặc trên phòng giám đốc. Đấy, thì đầu tiên các bạn vào các bạn cũng tiếp xúc rất là khó nói chuyện với người ta, vì là thường là mình không có một cái chủ đề chung. Thì đầu tiên mình vào xưởng làm gì, làm việc với thợ chưa, vào đi nữa quay xưởng đi, em anh chào anh em ở bên Tân Phát, em vào qua hỏi xem là trong cái làng đang có những cái lỗi gì, có người ta cần cái gì. Thợ là người ta trực tiếp, người ta biết mà, người ta sẽ phản ánh lên. Đấy, sau đấy là các bạn xin phép người ta, anh ơi em xin phép lên gặp quản lý này, lên xem giám đốc này. Đấy, sau đấy là các bạn lấy thông tin đấy thì bảo nên chào hỏi giới thiệu với quản lý với giám đốc. Sau đấy là các bạn lấy thông tin đấy để mình làm chủ đề mình trao đổi với khách, thì các bạn có rất là nhiều cái chủ đề để trao đổi. Vào chủ đề như thế nào, anh ạ, em vừa ở dưới xưởng em thấy là có cái này đang hỏng này, cái kia đang hỏng này, thì anh có thể bên em giúp đỡ được không. Đấy, hoặc là em ở bên kia đang thiếu cái súng, thiếu cái gì đấy thì bên em có thể là báo giá cho anh không, anh cho em xin thông tin. Đấy là cái cách mà để làm việc với các đại lý và các cái gala lớn. Dần dần các bạn làm dần dần nhiều rồi thì nó người ta sẽ quen rồi các bạn. Thì đến biết thôi là sơ sơ qua thì nó gồm có cái đơn giản, nó còn có cái chăm sóc khách hàng không, thì các bạn gọi điện hoặc đi thị trường trường để các bạn chăm sóc. Tại sao là của anh em trong kinh doanh không được vội vàng trong những cái thời
gian mà có thể bạn có thể sẽ một năm, hai năm, ba năm chẳng. Bởi vì bản chất là thứ nhất là cái ngành này xong thì nó lại rất đơn giản như thế, nhưng mà nó lại rất rộng. Nếu về sản phẩm thì thực tế là mình thì mình cũng chưa điểm danh này là nó có bao nhiêu sản phẩm, bao nhiêu chủng loại sản phẩm thôi. Nhưng mà đối với ở Tân Phát mình thì lại có rất nhiều cái giải sản phẩm với các đối tượng khách hàng. Thế nên là từng trong cái sản phẩm ở Tân Phát mình thì lại có rất nhiều sự lựa chọn. Nên là các anh em đối ở trong Tân Phát mà nếu mà đi mới vào thì mình để tiếp xúc mà cái đầu tiên mà mình đi bán khách hàng, mình biết mình bán cái gì thì đúng là câu chuyện lúc đầu mình cũng hơi rộn. Nhưng mà ở Tân Phát mình thì có một cái điều kiện rất là được các phòng ban về đào tạo từ các thứ kỹ thuật và hướng dẫn. Tất nhiên là nó cũng không phải lần nào mà anh em đều có đợt đào tạo là phải dần dần qua thời gian. Thì bao giờ công ty nào phải mất thời gian đầu thì anh em mới là mất 2-3 tháng thì để việc để anh em thứ nhất tiếp xúc với môi trường công ty, thứ hai là để mình hiểu là mình đang bán cái sản phẩm gì. Đây là đang nói về là anh em làm về vị trí kinh doanh ở công ty. Thế thì để tìm hiểu về cái sản phẩm của công ty mình thì đúng ra là không thể vào sớm một chiều rồi, và cái chúng ta của người ta có kinh thông thương phẩm đi ra ngoài biết chuyên mình mua thì nó quá khó. Thì anh em mình ở đây là câu chuyện là học đến đâu đi thực hiện đến đấy, trong quá trình thấu dần rồi. Thì như mình thế thôi, mình làm tương đối lâu rồi nhưng mà gần như là mình áp hết suốt phải tự nghiên cứu. Mình nhất là Tân Phát mình thì rất có nhiều cái điều kiện là công ty xây dựng cái hệ thống ở trên server có thể dữ liệu rồi anh em có thể tìm trên đấy. Chỉ là cái phương pháp học của anh em, thì phương pháp học của anh em để mình tìm hiểu. Vì khi trên server mình chia ra là các hạng cung cấp, thế nhưng mà anh em thì có thể là sử dụng cái phương pháp học thì mỗi người một cách học khác nhau, nhưng mà cũng là đặc thù là do anh em xuất phát là có thể anh em học từ công việc này công việc kia chuyển sang cái ngành này là trong quá trình học mình chắc mỗi người sẽ cũng có phương pháp học riêng. Thì theo mình ấy thì mình chia sẻ để làm sao mà anh em cũng là để cái cách tiếp cận trong vòng mấy tháng đầu làm việc để mình có một chút kiến thức về sản phẩm để mình ra ngoài mình có thể đi bán hàng với khách hàng được. Thì mình phải tự tạo ra cái cách học cho mình, là ví dụ như mình có thể chia ra các đơn giản nhất là ví dụ như ở Tân Phát mình về cái cầu lân thôi. Nhưng mà nếu mà đơn giản anh em khách hàng người ta hỏi cầu lông thì trong đầu mình có thể có những anh em kinh nghiệm thì sẽ biết, nhưng mà mình sẽ phân loại ra để mình tư vấn theo tùy đối tượng khách hàng. Ví dụ như ở Tân Phát mình có những sản phẩm là cầu bảy, cầu sản phẩm châu Âu trong đó có rất nhiều sự lựa chọn, như là cầu của Hồng Quang này, cầu Ti này, Ca Nam này, Ban Giai này, rồi các hãng của Trung Quốc. Ví dụ như thế thì thậm chí ngay một cái sản phẩm, một cái tên sản phẩm anh em đã rất là dối rồi, rất là dối để mình không hiểu cái bản chất thế nào để mà mình tư vấn với khách hàng. Ví dụ như mà khách hỏi cầu hai chục thì mình cũng không biết là báo giá hay là tư vấn, mình phải xác định ngay. Mà cái học gần nhất là học những anh em đi trước ở trong phòng. Ví dụ như anh ơi, đối với khách này thì nên tư vấn thế nào, thì để mình tìm hiểu ít nhất một lúc thì bọn em không thể tìm hiểu được 10 loại cầu lông như thế cả. Bởi vì cái nào cũng sẽ có những đặc điểm của nó và nó sẽ phù hợp với các đối tượng khách hàng. Thế nên ngay nói đơn giản, ví dụ một cái sản phẩm mình đã khó học như thế rồi, mà nếu mà mình học được hết tất cả các sản phẩm mình mới ra ngoài mình đi thị trường thì chắc là 10 năm chắc là không học hết. Bởi vì như bọn anh nói thật là bọn anh là làm nghề là năm 2013, anh cũng pháo lên liên tục, mình cũng phải học liên tục, nhưng không có chuyện là kiến thức thì mà nhiều cái mình không biết đâu. Bởi vì kiến thức thì nó luôn luôn mới, anh em phải tự trang bị cho mình cái hành trang là rất là trong công ty mình cái giải hạn và các đối tượng khách hàng rất là nhiều. Đối với các khách hàng trong các nhà máy, rồi các gara ngoài, rồi các người sử dụng, rồi nó rất nhiều cái đối tượng khách hàng. Cho nên mình phải tự phân loại ra, mình học cho nhanh nhất. Sau đấy thì mỗi anh em ở trên các phòng ban thì đã phân ra các thị trường. Nhưng mà ở đây mình có một cái thuận lợi là những anh em mới là có cái thị trường chung là thị trường Hà Nội. Thị trường Hà Nội là thị trường gần như là anh em mới là để coi như là thực hành luôn những cái
cái mình học được và từng cái những cái bạn hay được tất cả các bạn khác chia sẻ trong quá trình chúng tôi rồi thì từng cái sản phẩm đi chào khách thì tất cả đấy những kỹ năng mềm thì các bạn có chia sẻ rồi mình có thể học theo những cái chương trình học nó khác mình tự học hoặc là mình giờ rất nhiều cái cách để mình học những cái kỹ năng mềm hoặc mình tìm hiểu qua Google hay qua tất cả thì bạn hay là có chia sẻ một số cái những kỹ năng mềm nhưng cái bản chất là theo mình là cái đầu tiên mà mình muốn đi vào thị trường hàng thì mình phải học nhanh nhất là mình phải định vị được mình bán được mình biết là mình bán cái gì thì nhiều lúc giờ mình sẽ tự bỏ lỡ cơ hội này là khi mình biết là những anh em mới cực kỳ khó khăn về cái khách hàng rồi xong sản phẩm thì anh em mình chắc chắn là không biết mà những anh cũ rồi khách hàng thì đa số là những anh cũ anh bán rồi đúng không thế thì cái cơ hội mình vào là gì cơ hội mình vào là bằng cái sự chăm chút của mình nó tốt hơn ví dụ như cái ông mà ông ấy mặc định là khách của ông rồi khi ông ấy hoặc là ông ấy lên một em bờ rồi hoặc là ông ấy nhìn cái nhỏ nhỏ hoặc những cái việc kia mà không đáng làm cho anh em mình tính những cái cơ hội cho anh em mình làm mới và mình làm sao để sự khác biệt với những người cũ nhỏ thế thì bởi vì biết là cái sự khó khăn của những anh em về ngành thiết bị này cực kỳ khó đa số là cái xưởng mới mà mở ra thì anh em lại chưa đủ kinh nghiệm để tư vấn mà những xưởng cũ thì gần như là có những anh em ngoài những công ty khác ở Tân Phát thì có khi là 3-4 anh em Tân Phát vào rồi nên mình không có sự khác biệt không có tất cả sử dụng kỹ năng mềm hoặc là tất cả những cái kiến thức mình hơn người ta thì mình không có cơ hội chiến thắng chắc chắn luôn thì cái thời gian thì anh em làm sao thì theo anh là cố gắng là trong những thời gian mình còn đang công ty còn đang cho mình đào tạo rồi thời gian để anh công ty chưa bắt mình cái áp lực về doanh số tất cả thì mình thu ngắn ví dụ như anh gọi là sau 1 năm 2 năm 3 năm nhưng đấy là tất cả lý thuyết luôn là lý thuyết hết có những người ta vào 1 tháng 2 tháng người ta vẫn bán hàng nhưng mà làm sao mà mình thu ngắn cái thời gian 1 năm 2 năm 3 năm thì mình mà có thể là những người khác người ta học bằng cách là ngồi trên công ty 8 tiếng nhưng anh ấy nói là đúng khi mà những cái người mà đang đi làm việc thì đúng là như con anh hẳn có gia đình các thứ vợ con này còn bao nhiêu thứ thì cũng không nên thôi công việc ở nhà là đúng nhưng đối với những anh em trẻ thì đa số là gia đình cũng chưa có rồi thời gian thì anh em mình vẫn còn nhiều rồi các cuộc vui nhậu nhạt bạn bè mình hạn chế đi mình đẩy cái thời gian mình nó không làm lại như những cái thời gian mà thay vì 1 năm thì mình thu vào 3 tháng 6 tháng thôi để mình có cái kiến thức bắt đầu mình ra ngoài mình tự tin mà anh nghĩ là cái tự tin ở đây là không phải là những cái kỹ năng mềm như anh chia sẻ là chắc chắn phải có rồi nhưng cái tự tin đây là kia tự tin về cái sản phẩm của mình bằng mình có sự tư vấn với khách hàng còn đang ở công ty Tân Phát mình là sự hỗ trợ tuyệt đối về cái để anh em nhìn nhận biết được hết rồi chứ trước đây anh đi làm những công ty khác thì gần như là tài liệu là như bọn anh phải tự dịch ví dụ đưa cho cả được Canalo ví dụ đơn giản như bọn em cái sản phẩm gần nhất như là Zone Way chắc bọn em cũng tiếp xúc qua dày như này tiếng Anh thì bọn em tự đi làm theo cái list layout bọn anh phải đi sang hỏi sang nước ngoài giá cả các thứ đây là công cụ dụng cụ mình có hết rồi từ thông số tiếng Anh từ thông số tiếng Việt giá không phải hỏi thời gian rất là nhanh thế nên là anh em có thể thương mại được anh nghĩ là cũng không phải là khó bởi vì anh có thể nói có thể làm anh vào Tân Phát anh khoảng 2 tuần là anh biết gần như là về dụng cụ các thiết bị Tân Phát nhưng tất nhiên là cái cơ sở dữ liệu của anh thì trong đó thì trước đấy anh cũng làm ở cái phòng khác rồi cũng được tương tác cũng nhiều thì gần như là sau 2 tuần là anh có thể biết nói một cách gần như là các thiết bị Tân Phát cũng có những gì thế rồi thế nhưng sân tâm tôi có chia sẻ mình vào các gara mình nhận biết là ví dụ như đối tượng khách hàng này là của Tân Phát thì mình có phương pháp này vào đối tượng của gara Hoàng Sa Trường Sa thì mình có phương pháp khác nhưng để đạt được cái đấy mình phải có kiến thức về sản phẩm khi mình vào gara mình nhìn thấy cái sản phẩm này mình đã bảo ông này cầu này ví dụ cầu Phan Bao chẳng là có Hoàng Phong rồi cầu này là có Tiên đâu mình có gì nhận biết đâu mình vào mình hỏi khách hàng trước đây anh mua của ai đúng không thế thì cái giải pháp mình khi mình vào tiếp xúc với nó khó nhưng ngoài cái việc là sau này mình nâng cấp lên mình phải biết được những cái sản phẩm của bên mình cung cấp mình lại biết những cái giải hạn của những
tốt của mình cung cấp đó, thì mình sẽ có những cái gọi là cái chiến lược khi vào đấy mình có những cái để mình ưu tiên cho nó dễ trong lúc mà tiếp xúc với khách hàng. Chứ mình không thể vào hỏi hỏi cái gì, mình đi hỏi anh ơi trước đây anh mua của ai chắc chắn là có thể người ta nói đúng hoặc không đúng, hoặc là người ta mua của ai người ta cũng không chia sẻ cho mình. Mà ví dụ đáng người ta mua là 30 triệu, người ta bảo anh mua bên này có 15 triệu chú có bán được không, thì nó khó đúng không? Thế thì mình phải có tất cả những cái đấy là quy tập lại và phải có kiến thức. Theo anh là đa số là những anh em trẻ này mình thời gian có, anh nghĩ là nếu mà một người mà biết cách học trong vòng 3 tháng là đủ kỹ năng để sản phẩm ở đất Bắc để đi ra ngoài chiến đấu được. Còn nhưng mà anh thấy nhiều anh em cũng không phải là 3 tháng 6 tháng, nhưng mà có những người anh nói thật 3 năm 4 năm đất Bắc hỏi cũng chưa biết sản phẩm thế nào được. Bởi vì người ta tất nhiên là cái đối tượng khách hàng ở đây thì có những người Việt Nam là hỏi bán hàng theo tức là khách có nhu cầu thì mình giải đáp. Nhưng mà dần dần anh em mình sau những thời gian tích lũy lên thì mình nâng cấp cái khả năng này tư vấn cho khách để sử dụng cái thiết bị của mình. Có thể nhìn người ta đưa ra những cái bài toán xuôi bằng bài ngược các thứ mình có thể giải thế, nhưng anh em mình đi giải toán phía trước. Nên mình cũng muốn là có chuyện chia sẻ là bởi vì thời gian cũng ngắn quá và chiều mình có cái đấy bọn anh chiếm hết thời gian giờ mình cũng có thể thì chiều mình có cái phải đi khai trương ở dưới kia là mình cũng xin phép anh em giúp để hôm nào mình có buổi chia sẻ dài hơn thì mình cũng có thể chi tiết một chút nữa. Vì hôm nay thì để các bạn mới thì cũng không nên là mình đưa ra quá nhiều cái hạng mục. Cái mà anh em trong kinh doanh thì một cái một ý nguyên tắc và được lớn mắc cho lầm. Thứ nhất là tuyệt đối không nói xấu đối thủ, đúng không? Nếu nói xấu đối thủ là cái đấy là trong mọi trường hợp đều là không nên, đúng không? Đấy là thì không tốt cái điều nói của ông. Cái gì mình tốt mình nói, còn tuyệt đối không được nói xấu đối thủ. Còn nếu ông nói xấu đối thủ đấy là một góc độ đó nguy hại. Cái thứ hai là những người người ta tử tế, người ta mình đi lấy số bị thẳng. Anh thì lại nghe là lấy số bị thẳng. Nghe điều quan hệ con người với nhau. Nếu bây giờ ông này dân gái cứ đến nhà thì yêu một cái thằng kia, nó sẽ cứ lấy số kia, nó thế là không hay. Người ta không coi ông là gì. Nhưng bây giờ, biết cô này cũng thích là con trai uống rượu, coi là anh cũng uống rượu. Thế là được rồi. Đừng nói cái thằng thì nó hay uống rượu lắm nữa. Cái tóm là ông uống rượu không xuống. Thì tôi không uống rượu, anh không thích uống nước lái. Mình cứ nói cái của mình thôi. Chứ đừng nói xấu những cái thằng đối thủ kia đó. Còn thằng đối thủ kia thế nào thì cố gắng để xét. Thế còn mình thì anh nhìn ban hàng thì có tóm lại là gì? Cái gì là tốt là nói này. Chứ đừng nói xấu là công ty kia đòi ai xin tự ra đánh giá. Mình chỉ cũng tốt, mình ăn làm thì tốt, tất cả về hàng ăn thế nào giá hợp lý mọi cái mình nói cho tất cả mọi người. Cái thứ hai là đừng cứ lúc nào đi khoe một đề. Đấy, cái nguyên tắc của ta thì tất cả mọi cái đều hợp lý, đúng không ạ? Chứ đừng nói hàng rẻ. Chúng ta thì giá cả hợp lý, dịch vụ tốt, tất cả mặt hài hòa, và để khách hàng người ta sử dụng thiết bị khai thác cái hiệu quả nhất thì đấy là cái rẻ. Chứ đừng đi khoe lúc nào bị bán hàng rẻ, đấy là cái không phải không nên đi đua đắt rẻ, đua cạnh nhau bằng cái giá. Thực ra đấy là cái bán cho bán hàng, đấy là những người kém. Còn những người giỏi là bán được cái ta cần và bán cho khách hàng cái dịch vụ người ta thì tổng hợp và người ta khai thác hiệu quả nhất thiết bị. Nếu muốn có được khai thác hiệu quả nhất và đồng tiền người ta bỏ ra hiệu quả nhất thì thứ nhất là mua được cái đúng, đúng không? Cái đúng người ta cần. Cái thứ hai là gì? Phải vì khai thác hiệu quả thiết bị cũng luôn phải đưa vào sản xuất tốt nhất, đúng không? Thì muốn sản xuất tốt nhất thì dịch vụ bán hàng tốt nhất là dịch vụ service sau bán hàng tốt. Không có thiết bị gì là bị kiểu cả. Của Nhật cũng đến lúc hỏng, của Ý, của Đức thì đều hỏng. Nhưng ứng xử của cái đơn vị đó, của cái con người đó khi thiết bị hỏng xảy ra, chúng ta ứng xử thế nào? Một, có những ông thì luôn luôn tìm cách từ chối, đổ cho khách hàng là ôi anh ơi tại điện, anh ơi tại, anh có đây dùng anh test là. Nhưng mà nguyên tắc công ty chúng ta sửa lại
rút kinh nghiệm sau, đúng không ạ? Công ty tôi đi dân pháp được tăng là gì? Không bao giờ đổ lỗi khách hàng đến một nguyên tắc. Nếu anh em kinh doanh phát hiện cái tư tưởng đổ lỗi, báo tôi. Về nguyên tắc quan điểm của tôi là gì? Bất cứ khách hàng đã hỏng sửa lại, còn hàng hồi phân giải lý do là ai, tại sao, tại hiện tại đó, tại cái gì, chúng ta ngồi với ta ghi vào, ta kết luận và chúng ta rút kinh nghiệm. Đấy chúng ta phải làm thế, đúng không ạ? Thì đấy một nguyên tắc tiêu chí chúng ta phải thực hiện phục vụ khách hàng trên quan điểm thế, chứ chúng ta không đổ lỗi. Chúng ta đừng nói là hàng nào cũng sao, nhưng đối với công ty cần phải chúng ta phải những cái hàng thế hết. Ngoài giờ, trong giờ có mặt thì cái đấy là cái thứ hai mà tôi muốn làm. Để chia sẻ với anh em trong vấn đề kinh doanh thì chúng ta chú ý cái vấn đề đấy. Và cái nữa là chúng ta phải cái này chúng ta cũng chú ý là chúng ta đôi khi mà đi bán hàng thì tôi thấy này, tất cả những người kinh doanh ở đây thành công mà doanh thu cao, ví dụ có thể có những người bây giờ ở đây công ty mình là có thể anh em cũng biết mà có thu nhập quý đến vài trăm triệu, bốn năm trên 400 triệu là thật ra thấy không ý. Cái lương người ta hàng tháng tính lũy rồi, nhưng mà quý người ta ông ấy ông tính lũy hơn 400 triệu, tôi thấy cũng có nhiều. Cái việc đó là chúng ta thấy là gì, nhân dân cho nhân dân khác là mua nhà nó rất nhiều, chiều khó không nói nhân viên là bán hàng. Nhưng mà để được cái đấy thì tôi thấy là tất cả những người ta làm bán hàng đấy có một cái cách chung là người ta luôn luôn bán hàng, người ta mang tiếp phục vụ. Đừng bây giờ ông gọi anh ơi em mới bán ra cái cà lê, mình đừng quan tâm đến cà lê bao nhiêu tiền mà quan tâm đó là một khách hàng, đó là một khách hàng. Đừng quan tâm đến ông ngồi để cộng a cà lê này 150.000 này, đừng hoa hồng 5% bằng từng này tiền này, ui rồi đi lên đến bây giờ như này bỏ gì mà làm, thì tôi người đấy không có thành công. Bởi vì chúng ta phải biết rằng đó là một khách hàng và chúng ta phục vụ khách hàng, và chúng ta đến đừng nghĩ rằng là khách hàng mua một cà lê xong là thôi. Hay bây giờ một mua chiếc xấu mà ôi bây giờ tận bên Đông Anh thì mua một chiếc xấu 3 triệu bây giờ tính cộng từ dưới chia có bạn anh này em kết hàng không phải không có rất nhiều người ở trong cái tư tưởng đấy, nhưng ta đang ngồi để cộng trừ nhân chia thì bán hàng rất mệt, đúng không? Cũng bê cái xấu ra cũng có bán thì này qua này cũng khi bán hàng này. Nhưng chúng ta tư tưởng đây là một khách hàng, ta nhớ mình gọi mình mua của mình thì chắc chắn chúng ta đấy là gì, đấy là một khách hàng trong tư tưởng bạn phấn khởi vui vẻ, thì chúng ta sẽ được rất nhiều thứ sau này. Mà cái điều đó chúng ta không phải dễ nhận biết, nhất những người không kinh nghiệm, đúng không ạ? Mình chúng ta phấn khởi không phải tại sao mua được cái nhỏ thế này nhớ đến mình, đấy là quý, đấy là khách hàng, đấy là tuyệt vời. Đấy anh em chú ý, mua một cái cua lông đâu mà ông chuyển cái cầu nâng, mua cho cái cua lông như thế nào cũng 70.000 ông phải nhớ. Nhưng nếu ông nào mà ai cũng mua 70.000 thôi thì cộng thêm là 40.000 là 101 để mình trừ vận chuyển thứ này, còn cái ông đấy là cái gì đó trong tư tưởng đấy không bán hàng. Nhưng ông là khôn ra anh ơi cũng nở không bao nhiêu, nếu bác em ăn phục vụ yêu bác, chúng ta đằng nào lấy cái khách hàng đằng nào marketing thì cái 70.000 đấy thậm chí ta cho người ta 40.000 cho người ta tặng bác, nhưng không bao giờ ông ấy là ông quên được cho anh em đâu, không bao giờ. Đằng sau phải nhớ đến mua của ngân cái gì quan trọng đầu tiên, đúng không? Anh em ai cũng người ai cũng chặt, lần này giúp mình là đại gia mình hơn nó, mình là trong chủ của xưởng, ta không xin trong cái tư tưởng đấy là sau mua cho nhớ mày, thậm chí khi anh em mình cho người ta cái cu lông đấy, có bảo khi ông cái máy ép thử lực cũng chưa cần lắm rồi, thì bên em có cái này không? Có rất nhiều đấy, người ta nhìn cái mồ hôi nhễ nhại giữa buổi trưa chưa nắng mùa hè, từ đây sang cầm ra lâm đưa khách hàng về cu lông, giá trị khoảng 50.000, nhưng đến tinh thần của chúng ta rất là ai như con người thì chúng ta cứ mua cái gì thì chúng ta ở nhà đấy, giả sử chúng ta cái điều hòa chúng ta bị hỏng, còn cái gì thì hỏng chúng ta cũng có người đương nhiên chúng ta là sau mua bán cái đấy chúng ta nghĩ đến người đầu tiên, ghi ngay trong số điện thoại là cái ông Nguyễn Văn A số điện thoại này về điều hòa là phải ghi ngay, đúng đấy là cái thực sự chúng ta nhìn từ ra chúng ta thì đúng nói cho cả đấy tinh thần của
ở đây chúng ta nói là rất nhiều người sai lầm là mang máy ra cộng trừ ra tiền chứ không nghĩ đến một cái khác. Ồ, thế tôi nói là anh em đấy là rất nhiều người mắc cái sai lầm đấy. Cái thứ hai là chúng ta phải nói những cái nguyên tắc nguyên lý chúng ta trong ngành trong triết lý cuộc sống biết đủ. Cái đủ ở đây nó nghe nó hơi nghe nó rất bình thường nhưng nghe rất khó hiểu. Chúng ta bán hàng ấy, cái biết đủ là gì? Chúng ta phải biết đặt ra cái mục tiêu, đúng không? Cái mục tiêu bởi vì ông người vào cái đó, cái ông này cũng bán hàng quá thế nhỉ, hàng vừa rồi ông lương chỉ được 70 triệu, mình chỉ có 4 triệu, cha về cái buồn này chưa? Cái buồn đấy là buồn là vô lý. Để ông được 70 triệu ông làm như thế nào? Thì chúng ta phải biết rằng là người ta ông đã từng làm được cái gạch từ 2 triệu và dần dần ông được 70 triệu. 70 triệu chúng ta phải lỗ được như thế nào? Thì chúng ta tốt nhất là gì? Chúng ta là ai? Phải biết mình là ai? Mình đã làm được cái gì? Và chúng ta 4 triệu là đủ rồi đấy. Chúng ta phải vui vẻ, chúng ta phải biết rằng cái vui vẻ với cái mình thành quả đạt được. Nhưng không có nghĩa là chúng ta bằng lòng với việc đó. Chúng ta phải đặt mục tiêu dứt khoát tuần sau cũng bán phải được 5 triệu và tháng sau tại sao lý do gì mình không dám đặt 10 triệu như thế, đó là tăng trưởng 10% một. Khi chúng ta đừng đặt quá thấp thì chúng ta thì khi nó dễ đạt được không vui, nhưng mà quá cao thì không đạt được chúng ta thế bất bại. Chúng ta lên có một mục tiêu, phải có mục tiêu, cái thứ nhất là mục tiêu thì tìm niềm vui trong đó và chúng ta biết cái đủ, phải biết cái đủ đó. Khi chúng ta rất đủ, chúng ta không ghen tệ với những người xung quanh. Đó, có người ta rất đủ kì. Mới chúng ta không có cái đủ, chúng ta sẽ ghen tệ. Bạn kia lại có vang lần, bán hàng, kiện may, làm chó ấy. Có con người làm anh thì quý cái này. Thằng thì may, hay thì xếp quý cho mấy cái đơn hàng. Thằng đi giải gì? Đấy là cái chúng ta không nên. Nhưng chúng ta chỉ nhìn bản thân mình. Với mình thế là được rồi, nhưng mình cố gắng muốn được cái đủ được tên. Để cái đủ chúng ta phải để vui vẻ chấp nhận cái kết quả của mình nhưng quyết tâm phấn đấu để đạt mục tiêu mới. Còn một người lúc nào nhìn thì cứ là trách cái người oán trời là mình tại sao lại kém thế nhỉ, mày thế nào kia thằng chú bao bẩn lại bán giỏi đấy. Cái tư tưởng đấy là luôn luôn cảm thấy lúc nào cũng đời tiêu cực, lúc nào cũng quán anh em xung quanh chất người xung quanh nhìn xung quanh rất là tiêu cực, toàn bọn là vớ vẩn đấy là người có công ty mình có nhưng có 1-2 người có thì cuối cùng khổ thành công lúc nào bị khổ. Tôi biết người có lúc nào bị khổ, nếu chúng ta lúc nào bị khổ trời sắp cái từ trường chúng ta chắc khổ đấy. Lúc nào cũng không ngu mất lúc nào đấy, nhưng mà thì anh em phải vui vẻ. Chứ hôm nay mà bán được hàng tốt quá vui vẻ thì ông sẽ dạy cho mình cách làm, ông sẽ nhiều khách như mình. Nhưng mà ông được đôi cây ông này thì chắc chắn ông chẳng muốn thèm gì ông chơi mình đúng không? Đấy là cái chuyện nguyên tắc. Thấy cái anh mở cái bán hàng giỏi quá, chứ mở anh tuyệt vời, anh bán giỏi thế nhỉ, anh bán thế nào, khen anh, tâm bớt anh một tí, ông mở bất khởi, và tự nhiên anh em mình cũng không đố kỵ nữa, anh mở cái có khai giỏi đấy, anh đừng đẩy mặt, ông trước, thế nhưng bảo mày vừa vào và đâu những cái quý ông tôi mấy cái đơn hàng cũng giỏi ra đi, đấy là cái đố kỵ, thì tự nhiên là gì, chúng ta lại là kìm hãm đấy, kìm hãm cái quan hệ. Nhưng chúng ta biết cái anh giỏi, anh ơi anh làm giỏi, anh làm lời dạy cho em thôi. Em rất muốn theo anh em ước vào anh. Thì ông ấy trước sau phát triển. Tôi đang để ý với em, trước sau ông sẽ phát triển. Nhưng mà chúng ta luôn là cái thằng ấy kia may, chẳng phải ra cái quái gì, thiết bị chẳng biết. Thì ông ấy sẽ không được chuyện. Đấy, với một cái nguyên tắc. Thì tôi mới dạy anh em một cái đủ, đấy là cái đủ. Và biết luôn luôn đặt cái mục tiêu để mình đạt được. Vậy thì tôi rất mong là đấy là một triết lý trong kinh doanh và trong cuộc sống. Và cố gắng hạn chế đố kỵ. Đố kỵ là cái đấy là rất lớn trong con người chúng ta, lẫn người và con người Á Đông. Đấy anh em tôi được cảm khi không thích. Đấy anh em phải coi là vỗ tay để ủng hộ. Đó phải hỏi anh như nào phải ngay đi để học tập chút khi lại thẳng nó mắt thì đấy tôi cũng là chia sẻ nhanh nên bắt đầu thay đổi tư duy, thay đổi suy nghĩ, mình luôn suy nghĩ tích cực
và mình sắp tiến lên và luôn tập cái cuộc sống có trong kinh doanh mình cứ mục tiêu này, cứ là mục tiêu này, tiến tới thì rất dễ, nhưng mình mới đi thì vô vọng không mục tiêu là rất khó đi, rất khổ. Đấy là cái tôi nói, không phải là gì khó, nhưng chúng ta bảo không phải mục tiêu thì tuần này là tiếp tục 3 đơn hàng và nhiệm vụ chỉ số khoảng độ 15 triệu là mình đưa ra đấy, chúng ta đạt được cái phấn khởi, cái hạnh phúc ở trong đấy. Nhưng cứ đi cứ được nước sâu bằng cầu, nước nước đâu bằng cầu đấy, chúng ta bán kiểu một trăm triệu thì không thấy kiểu gì được rồi. Đấy cũng là anh em suy ngẫm về việc của nó nha. Thôi chúc anh em ở đây là cái quà, cái quà của anh.